Cái video này là dành cho những bạn nào mà sống ở quận Cam. Khi mà con đã biết là thường sống ở quận Cam và ngày hôm nay, ngày 17 tháng 3, hồi chiều này chúng ta đã nhận được một cái tin tức chính thức được đưa ra từ sở y tế của quận và trong tin tức này đã nói những điều gì. Đây chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. trên màn hình của các bạn. Đây chính là cái thông báo chính thức được đưa ra bởi quận Cam và cái thông báo này dài 6 trang và tôi sẽ tóm tắt lại những gì mà các bạn cần nên biết. Và bình thường thì tôi không có làm những cái video như thế này Thường thì channel này là chỉ chuyên về tài chính Nhưng mà đây là một vấn đề rất lớn Và cái điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Nếu như mà các bạn có người thân ở quận Cam thì cũng nên chia sẻ video này để cho mọi người nắm được tình hình mới nhất Thì dựa theo thông báo này, điều đầu tiên tôi có thể nói với các bạn là bây giờ là tụ tập ở bất cứ là con số nào cũng không cho phép ở quận Cam có nghĩa là rất khác so với một số thành phố các bạn thấy là một số thành phố thì được tụ tập nhưng mà dưới con số là 50 người hay là 10 người nhưng mà trong thông báo này ở quận Cam thì không để số người họ chỉ nói là tụ tập ở bất cứ con số nào dù là nhỏ cấp mấy cũng không được và tụ tập ở đây là họ nói thì tụ tập ở trong nhà ở ngoài nhà ở nơi làm việc đây là một điều rất là khác tại vì các bạn thấy được là ở Los Angeles thì bây giờ cũng có những cái lệnh cấm tương tự nhưng mà không có cấm ở trong những nơi làm việc nhưng mà cái lệnh cấm ở quần quận cam thì nói là không được tụ tập ở nơi làm việc cũng đồng nghĩa là các bạn không thể đi làm và đương nhiên điều này là không có áp dụng với lại những thành viên ở trong gia đình của một mái nhà có nghĩa là các bạn ở nhà với gia đình thì đương nhiên là không có vấn đề gì nhưng mà các bạn không nên qua một gia đình khác và cái lệnh này là có hiệu lực bắt đầu từ bây giờ cho đến cuối ngày 31 tây tháng 3 năm 2020 và cuối ngày có nghĩa là 11 giờ 59 tối. Và trong cái thông báo này thì khuyến khích mọi người là ngoại trừ là các bạn có những cái nhu cầu thiết yếu chứ nếu không thì không nên đi ra ngoài. Và cho dù là các bạn phải đi ra ngoài tại vì có những cái nhu cầu thiết yếu. Một lát nữa chúng ta sẽ nói tới những nhu cầu thiết yếu là những nhu cầu nào. Nhưng mà cho dù là các bạn cần phải ra ngoài thì cũng nên là cách xa một người khác là 6 feet. Và bây giờ chúng ta sẽ nói tới những hoạt động thiết yếu là những hoạt động nào trong cái thời điểm từ bây giờ cho đến ngày 31 tháng 3 thì ngoại trừ là các bạn nằm trong cái danh sách những hoạt động thiết yếu, các hoạt động còn lại là phải đóng cửa. Đầu tiên là các dịch vụ của chính phủ để mà đảm bảo cung cấp cho sức khỏe, an toàn và phúc lợi xã hội. Điều thứ nhì là những cái dịch vụ mà chăm sóc sức khỏe như là bệnh viện và các cơ sở hạ tầng cần thiết. Điều thứ ba là những nhân viên cấp cứu, những nhân viên tòa án và những nhân viên thực thi pháp luật, có nghĩa là cảnh sát. Và cái điều thứ tư, dịch vụ thứ tư mà được quyền mở cửa đó chính là những dịch vụ mà cung cấp thực phẩm. Thì trong đó là bao gồm những cái siêu thị, những nơi mà bán lẻ. Tóm lại nếu như các bạn là một cái cửa hàng hay là một cái siêu thị mà bán thực phẩm hay là cung cấp thực phẩm cho siêu thị hay là cửa hàng thì điều có thể được mở cửa trong cái thời gian từ bây giờ cho đến ngày 31 tây tháng 3. Và điều thứ năm đó chính là những nơi mà chăn nuôi, trồng trọt, đánh cá làm những ngành nông nghiệp thì những nơi đó vẫn tiếp tục sẽ mở cửa và các bạn hãy đưa ra điều thứ tư và điều thứ năm điều liên quan tới thực phẩm chúng ta cần phải có người để mà làm được thực phẩm dịch vụ thứ sáu mà được mở cửa trong thời gian này đó chính là các doanh nghiệp mà cung cấp thực phẩm chỗ ở cho những người mà gặp khó khăn về mặt tài chính và dịch vụ thứ bảy được mở cửa đó chính là báo chí truyền hình các đài phát thanh hay những cái dịch vụ truyền thông khác Dịch vụ thứ 8 mà gọi là thiết yếu đó chính là những chạm xăng, những nơi mà sửa chữa xe cộ. Dịch vụ thứ 9 là các ngân hàng và các tổ chức liên quan. Dịch vụ thứ 10 là các cửa hàng mà bán những cái phụ tùng sửa chữa. Dịch vụ thứ 11 đó chính là các thợ ống nước, thợ điện hay là các bạn là bất cứ những cái thợ nào mà cung cấp những cái dịch vụ cần thiết để mà duy trì cái sự an toàn, vệ sinh và những hoạt động thiết yếu ở trong nhà ở. Và dịch vụ thứ 12 đó chính là các doanh nghiệp mà cung cấp các dịch vụ mà gửi và vận chuyển bao gồm cả hộp thư bao gồm cả bưu điện và trong đó chúng ta có những người mà giao hàng cho Amazon hay là giao hàng cho FedEx đồ và kế tiếp chúng ta hãy nói tới trường học thì các bạn thấy được là trường học bây giờ cũng phải đóng cửa nhưng mà những cái bộ phận trường học mà cung cấp cái việc mà dạy trực tuyến thì có thể mở cửa để có thể tiếp tục hoạt động để mà dạy đại học hay là dạy từ lớp 1 tới lớp 12 cho người ta học từ nhà thông qua Internet nhưng mà những nơi đó có thể được mở cửa nhưng phải đảm bảo là giữ cái khoảng cách xa nhất có thể có nghĩa là 6 feet hoặc là hơn 6 feet giữa người với người. Dịch vụ thứ 14 đó chính là những dịch vụ liên quan tới giặt hấp quần áo. Dịch vụ thứ 15 mà chúng ta sẽ nói tới đó chính là các quán ăn. Thì bây giờ các quán ăn thì có thể mở cửa nhưng mà chỉ có thể bán food to go, bán đồ ăn để người ta mua đem đi chứ không thể ở lại. Và ngay cả những nơi mà cung cấp thực phẩm miễn phí như là trường học thì cũng có thể mở cửa để tiếp tục hoạt động cung cấp thực phẩm miễn phí nhưng mà đó không có nghĩa là người ta lấy thực phẩm miễn phí xong có thể ở lại đó đi ăn cũng tương tự như là các quán ăn sau khi lấy thực phẩm thì người ta phải đi nơi khác đi ăn chứ không được tụ tập ở đó đi ăn dịch vụ thứ 16 chúng ta sẽ nói tới đó chính là những cái dịch vụ cần thiết để mà hỗ trợ những người làm việc ở nhà dịch vụ thứ 17 là một dịch vụ nói chung có nghĩa là những dịch vụ nào mà cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho những dịch vụ mà chúng ta mới vừa nói tới dịch vụ thứ 18 đó chính là dịch vụ mà vận chuyển thức ăn, vận chuyển thực phẩm đến cho người dân. Dịch vụ thứ 19 đó chính là những hãng hàng không, taxi, những công ty như là Uber, Lyft thì cũng có thể tiếp tục hoạt động. Dịch vụ thứ 20 là những nơi mà cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho người già hay là trẻ em hay là những người mà có, có nhu cầu được chăm sóc. Dịch vụ thứ 21 đó chính là những nơi mà cung cấp chỗ ở cho những người lớn tuổi, những em bé. Dịch vụ thứ 22 là những nơi mà cung cấp dịch vụ pháp lý hay là cung cấp dịch vụ kế toán để mà các công ty có thể tiếp tục theo lực hiện hành. Điều thứ 23 này đó chính là liên quan tới những nơi mà giữ trẻ. Thì bây giờ những nơi giữ trẻ là không bắt buộc phải đóng cửa nhưng mà sẽ có một số lực những nơi này phải tuân theo trong cái thời gian này. Đó chính là thứ nhất là giữ trẻ là phải giữ theo cái group, có nghĩa là giữ theo một cái nhóm nào đó trẻ trong nhóm này không được di chuyển qua nhóm khác có nghĩa là nhóm nào thì ra nhóm đó và mỗi nhóm là phải ở một phòng riêng chứ không thể là chơi chung với nhau và những người mà chăm sóc trẻ thì cũng chỉ có thể được chọn lựa một nhóm để mà chăm sóc nghĩa là người chăm sóc cũng không thể là chăm sóc nhiều nhóm cùng một lúc mà chỉ có thể chăm sóc một nhóm đương nhiên những điều này để mà hạn chế cái sự lây lan nếu như là có xảy ra và những cái điều mà thường mới vừa nói tới đó chính là những cái dịch vụ mà được phép mở cửa trong cái thời gian này nếu như mà các bạn không có làm việc trong những cái ngành mới đây thường nói tới hay là công ty các bạn không phải nằm trong những ngành này Thì các bạn không thể mở cửa trong thời gian từ đây cho đến ngày 31 tháng 3 Trong đó chúng ta có những dịch vụ như là làm nail, hớt tóc Ngay cả bây giờ là những cái quán bar Nếu như mà quán bar đó chỉ có bán rượu, bán bia Mà không có bán đồ ăn Thì cũng phải đóng cửa hoạt động trong thời gian này Các bạn là chủ quán ăn Thì các bạn không được mở cửa để người ta vào tiệm để mà ăn Mà các bạn chỉ có thể là mở cửa để bán đồ Người ta mua đi đem đi và đặc biệt là những bạn nào mà 65 tuổi trở lên thì không nên ra ngoài trong thời điểm này hạn chế tuyệt đối và cũng như là thông báo được đưa ra bởi chính phủ thì bây giờ nếu như các bạn cần phải ra ngoài, các bạn cần phải đối mặt với nhiều người khác thì các bạn cần phải giữ khoảng cách ít nhất là 6 feet. Và đây là những cái tài liệu từ thông báo mới nhất được đưa ra từ quận Cam. Thuận hy vọng là những cái tài liệu này giúp đỡ các bạn hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của quận Cam là như thế nào. Và thuận xin gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.